Đây là phạm nhân bạo lực nhất nước Anh trong Thiêu Hải. Bóng loáng đáng yêu, anh ta tên là Bronson, sinh năm 1952 trong một gia đình thượng lưu. Từ bé đã có khuynh hướng bạo lực, bạn học đánh anh một, anh sẽ trả lại gấp 10. Giáo viên dạy toán chỉ nhìn anh một cái, anh đã trực tiếp ném cái bàn vào mặt. Hiệu trưởng phẫn nộ tự mình tìm đến nhà, lại bị bà mẹ chiều con của Bronson nhốt bên ngoài. Bronson lớn lên lựa chọn đi làm thuê, nhưng mà cũng không rảnh rỗi. Nhân lúc ông chủ không ở quán lấy tiền trong quầy thu ngân, còn hào phóng đưa cho nhân viên phục vụ mình thích một tờ. Ông chủ phát hiện bất thường liền báo cảnh sát. Hai cảnh sát đến nhà tìm Bronson làm chứng. Kết quả Bronson bị họ chọc tức. Chớp mắt mấy năm qua đi, Bronson 17 tuổi, kết hôn rồi sinh con, cùng nhân viên mà anh ta thích. Nhưng Bronson lúc này chỉ có một mong muốn nổi tiếng. Anh cơ ngắn súng săn, nhắm chuẩn một biêu cục ở đó. Kết quả chiến lợi phẩm chỉ có 26 bảng Anh. Lần này tòa án phán anh gần 7 năm tù. Mẹ không tin nói với Bronson, đừng lo, 4 năm mẹ sẽ đưa con ra. Nhưng khiến mẹ anh không ngờ rằng, lần này đi là cả đời. Sau khi vào tù, Bronson vẫn rất bạo lực. Tất cả phạm nhân đều cần làm việc, nhưng đối với Bronson mà nói, muốn tôi làm việc cả đời này tôi cũng không làm. Cho dù cai ngục đến thì làm sao? Cướp lấy gậy đánh nhau một trận, nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại số lượng nhiều của người ta. Bị đưa đi rồi, bởi vì không nghe theo cai ngục trong tù, Bronson bị nhốt vào nhà tù nghiêm ngặt hơn. Nhưng chờ đón anh là tiếng reo hò của các tù nhân, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Bronson cuối cùng được nếm cảm giác nổi tiếng. Tiếp theo là cuộc sống của anh. Bronson nóng nảy sốc nổi, càng điên cuồng thể hiện sự bạo lực của bản thân. Không ai có thể ngăn cản cuộc sống trong tù của anh. Liên tục đổi nhà tù. Nghe nói, Bronson đã đi qua 120 nhà tù. Cuối cùng không có nhà tù nào đồng ý giữ lại phần tử bạo lực này. Vì thế anh được đưa đến bệnh viện tâm thần. Ở đây, Bronson vẫn duy trì phong cách nóng nảy của mình. Bệnh viện chỉ đành dùng thuốc với anh ta. Thuốc vẫn có tác dụng nhất định. Bronson hiện ra có chút đờ đẫn, rảnh rỗi là quay cùng mấy bệnh nhân khác. Dần dần anh không chịu được cái không khí này nữa. Anh phải ra ngoài, anh không thuộc về nơi này. Vì thế mỗi ngày đều lén đổ thuốc đi, như thế mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Hôm đó anh giả vờ bị tê liệt, đợi bác sĩ trưởng quay lưng lại, anh dùng cách hay dùng để rời khỏi chỗ này. Nhưng không quay lại nhà tù được nữa. Lần này hoàn toàn không có nơi nào dám chứa Bronson nữa. Chỉ đành thả anh ta ra, cứ như thế anh ta có được tự do. Nhưng mà Bronson quay về nhà, đã không thể thích nghi với cuộc sống nhàm chán này. Mấy ngày không đánh nhau anh thấy toàn thân khó chịu. Vì thế anh tìm đến anh bạn đeo kính, chuẩn bị đánh nhau với một ông già, một tráng sĩ. Không có ai là đối thủ của anh, cuối cùng thậm chí còn đối đầu chó săn. Sau khi thành danh, Bronson thích một cô gái, nhưng cô ấy nói mình đã có bạn trai. Bronson ngây thơ nghĩ, chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Vì thế bọn họ đến cửa hàng trang sức. Bạn cho rằng anh ta sẽ tiêu tiền sao? Không được gọi tôi là đồ đáng yêu. Nhiều như thế sao? Nói rồi không được gọi tôi là đồ đáng yêu. Sau khi quay về, Bronson vui mừng tặng nhẫn kim cương cho cô gái. Cô gái từ từ nhận lấy nhẫn kim cương, nhưng cô lại nói mình sắp kết hôn rồi. Bronson còn ngây ngô chúc phúc cô. Bronson ăn cướp bị vô tù lần nữa. Lúc này anh thấy nhà tù mới là nơi để về. Cảnh sát cầm gậy, trông đáng yêu thân thiết như vậy. Bronson quay về nhà tù, trực tiếp ức hiếp một cai ngục. Đứng đó cho tôi, im miệng đợi đó cho tôi. Còn muốn cai ngục trưởng cho anh ta tự do, nhưng cai ngục cũng ghê gớm, cô quyết từ chối anh ta. Bronson phẫn nộ cúp máy, chuẩn bị giải quyết cai ngục này. Lúc mở thắt lưng, tôi cũng thấy thương cho cai ngục này. Nhưng Bronson chỉ gọi anh ta tắm cho mình. Bronson nhanh chóng bị cai ngục chạy đến chế ngự. Sau khi ra khỏi phòng cấm, anh gặp phải một nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia liên tục khen ngợi thiên phú hội họa của anh. Dưới sự hướng dẫn của nghệ thuật gia, anh sáng tạo ra liên tiếp những bức tranh mang kính đen lên, khiến bản thân trông giống nghệ thuật gia hơn. Hôm đó nghệ thuật gia Bronson đến gặp cai ngục trưởng, hy vọng có thể giảm án cho anh. Nhưng cai ngục trưởng hoàn toàn không quan tâm. Ông ta không tin một tội phạm chỉ biết đánh nhau có thể vẽ được kiệt tác gì. Quay về, Bronson rất không vui. Vừa học được một môn nghệ thuật, lẽ nào cứ thế bị hoang phí sao? Làm sao được chứ? Vì thế Bronson khống chế nghệ thuật gia. Hành vi của hai người bắt đầu vượt ra khỏi dự tính. Bronson nhanh chóng bị chế ngự, bị nhốt vào nhà tù chật chội, bị phán tội chung thân. Bộ phim này cải biên từ câu chuyện có thật. Bronson thật bị nhốt ở nhà tù Anh Quốc. Bởi vì bị nhốt nên anh đã sáng tác, sau đó quyên góp hết số tiền kiếm được cho các quỹ từ thiện. Có lẽ đối với anh, nhà tù
của thật là nơi hợp nhất với anh.